Top 5 mẫu xe CUV cỡ C bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, doanh số của Kia Sportage tháng 7 vừa qua đã vượt mặt Hyundai Tucson, trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Ngay trong tháng đầu tiên mở bán, Kia Sportage 2022 đã vượt mặt hầu hết các đối thủ như Hyundai Tucson, Honda CRV, Mazda CX-5 về doanh số, để vươn lên vị trí đầu bảng phân khúc CUV cỡ C tại thị trường Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, Mẫu xe Kia Sportage 2022 mới được ra mắt giới thiệu lần đầu tiên vào hồi tháng 6 năm 2022 và chính thức mở bán từ tháng 7. Mới đây, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số tháng đầu tiên mở bán của mẫu xe này là 744 chiếc. Với doanh số bán ra này đã giúp cho mẫu xe Kia Sportage 2022 vượt qua hàng loạt đối thủ để trở thành mẫu crossover hạng C bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Kia Sportster 2022 hiện đang được phân phối với 8 phiên bản cùng giá bán dao động từ 899 triệu đồng đến 1,099 tỷ đồng. Mẫu xe Kia Sportster thế hệ mới tại thị trường Việt Nam hiện có 3 tùy chọn về động cơ là động cơ xăng 2.0 lít, động cơ xăng tăng áp 1.6 lít và động cơ dầu 2.0 lít. Vị trí thứ hai thuộc về Hyundai Tucson với 653 xe bán ra, tăng 174 xe với tháng trước đó. Kể từ khi ra mắt phiên bản nâng cấp, Hyundai Tucson luôn rơi vào tình trạng khan hàng, và đội giá từ hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng tại đại lý. Xếp ngay sau Hyundai Tucson, là Mazda CX-5 với kết quả doanh thu đạt được là 613 xe trong tháng 7. Với sự nâng cấp mạnh mẽ của những mẫu xe Hàn, có vẻ như mẫu xe Mazda CX-5 đang dần mất hút trên thị trường Việt Nam. Tiếp đến là Honda CRV tại thị trường Việt Nam, mẫu CUV được lắp ráp tại Việt Nam, này đã ghi nhận mức tăng 51 xe so với tháng trước đó, đạt 535 xe bán ra. Tháng 7 vừa qua, có thể coi là một tháng không mấy thành công của Mitsubishi Outlander, khi ghi nhận mức giảm doanh số, chỉ bán ra được 302 xe. Theo đại lý, nguyên nhân là do nguồn cung giảm khiến Outlander bán ít xe hơn tháng trước. Top 5 mẫu xe CUV cỡ xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.